Bổ phế nam hà chế khái lộ không đường, chứa các thành phần dược liệu, chữa ho tiêu đờm, chữa trị ho cảm, ho só, ho khan, viêm phế quản. Thích hợp với người tiểu đường, béo phì và trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, không dùng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật sốt cao.